Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về cách sử dụng module GPIO của Teva Arm Cortex 14. Mình sẽ giới thiệu tổng quan về GPIO, sau đó là giới thiệu về thư viện TevaWare, phần GPIO, cách cấu hình cơ bản sử dụng thư viện, sau đó là thực hiện các ví dụ trên kit Teva lên Patch. Tổng quan về GPIO. Module GPIO thì gồm 6 khối ứng với các bọt, bọt A tới bọt F. Nó có một số đặc điểm chung của module GPIO của các MCU nói chung. Cụ thể như là cấu hình nhiều GPIO, đây là 43 GPIO. Một số GPIO có thể cấu hình với nhiều chức năng khác của các module khác. Hỗ trợ đầy đủ các lợi ngắt, mức cao, mức thấp, cạnh lên, cạnh xuống hay cả hai. Hỗ trợ một số cấu hình như điện trở nội kéo lên, kéo xuống. Có thể cấu hình dòng cực lái ở nhiều mức khác nhau, 2mA, 4mA và 8mA. Đặc biệt, có 4 bát có thể xuyên được dòng 18mA. Cấu hình cực thu hở hay là digital input. Trong cấu hình input chỉ có thể chịu được điện áp đến 5V, trừ một số pin chỉ ở mức 3.3V. Về chip Teva thì TI đã hỗ trợ cho thư viện TevaWare, cung cấp rất nhiều hàm API giúp cho việc lập trình trở nên có thể đơn giản dễ dàng. Thì các cái hàm cho GPIO sẽ nằm trong có header nằm trong file gpio.h, vì thế chúng ta cần include file này. Ngoài ra chúng ta cần include thêm file hardware gpio.h, trong đây sẽ chứa những địa chỉ của những thanh ghi mà nếu chúng ta cần cấu hình sâu hơn. Ngoài ra cũng như những module khác của Teva thì module GPIO cần phải được enable các fashion clock trước khi sử dụng. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng là bị treo ở hàm ISR. Chúng ta sẽ sử dụng hàm System Control Peripheral Enable để enable GPIO tương ứng. Các hàm cấu hình thì ta có một số hàm như hàm thường sử dụng mình sẽ liệt kê ở đây. Ngoài ra những hàm khác các bạn có thể share tham khảo thêm trong TevaWare. Như hàm GPIO DMOSSET dùng để cấu hình hướng, tức là input hay là output. GPIO Path Config Set giúp chúng ta cấu hình một số thông số cho từng pin như là dòng lái hay là thu hở, trở kéo lên kéo xuống. GPIO pin tai, GPIO input giúp khai báo nhanh một pin hoặc là nhiều pin là input, tương tự với hàm output để cấu hình cho chân output. Hàm xuất đọc thì ta có hai hàm là GPIO pin write ứng với việc ghi và GPIO pin read với việc đọc. Về ngắt GPIO thì chúng ta cần sử dụng thêm các cái hàm ở trong thư viện interrupt. Mình sẽ liệt kê một vài hàm mà chỉ có thường sử dụng. Thứ nhất là hàm GPIO in type set, nó sẽ quy định cấu hình loại ngắt cho từng pin, chẳng hạn như là ngắt cạnh lên, cạnh xuống, cao mức thấp. Hàm thứ hai, GPIO interrupt register, giúp các bạn đăng ký hàm ngắt, hàm phục vụ ngắt cho từng cái ngắt bọt tương ứng. Thứ ba là GPIO interrupt enable, cho phép ngắt bọt tương ứng. GPIO interrupt status, cho phép chúng ta đọc được trạng thái ngắt, coi nó là ngắt, coi cờ ngắt nào đã được bật lên. GPIO interrupt clear dùng để xóa cờ ngắt, và GPIO interrupt disable interrupt. Về cấu hình cơ bản mình sẽ ví dụ ba ví dụ. Ví dụ thứ nhất là cấu hình về chân bếp 1 làm output và sau đó xuất giá trị 1. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ enable module GPIO bọt F bằng hàm System Control Peripheral Enable. Sau đó cấu hình chân này là output, sử dụng GPIO pin tai GPIO output cho bọt F pin 1 để ghi dữ liệu, dùng hàm GPIO bin write cho bọt F
chân số 1 và sức mức cao. Cho hàm Jiobin Wan này sử dụng Jiobin Wan này nó thật rất nó như là một mặt nạ nhập liệu. Vì thế cái dữ liệu khi ta ghi vào nó chỉ tác động ứng với cái bit tương ứng là bit 1 thôi. Về ví dụ thứ hai là có cấu hình chân BF4 làm input và sau đó đọc giá trị. Tương tự ta cũng phải enable vào F. Sau đó ta sẽ cấu hình này như là một input bằng cách sử dụng hàm GeoDemoset để quy định chiều dữ liệu là nhập liệu, nhập vào, in. GeoBestConfigSet dùng để cấu hình dòng lái là 25A và điện trở kéo lên. Pull up register. Sau đó để đọc thì ta dùng hàm GeoBinRead tương tự như là hàm write, thì ta cũng sử dụng GeoB4 ở đây như là một mặt nạ nhập liệu. Vì thế kết quả nhập đọc về chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi của bit 4 và không ảnh hưởng như bit khác sẽ đạt trả với giá trị là 0. Về cấu hình trong ngắt thì khác với chỉ ngoài ra khác với cái phần là mình cấu hình chân input, thì để cấu hình ngắt ta sử dụng thêm một vài hàm nữa. Ví dụ đây là hàm interrupt time set như mình đã giới thiệu, thì hàm này sẽ cấu hình loại ngắt cho chân số 4. Nó sẽ cấu hình cho BF4 có ngắt là ngắt cạnh xuống. Sau đó mình đăng ký hàm phục vụ ngắt cho ngắt bọt F là button ISA. Việc còn lại chỉ là enable cho phép ngắt ở bọt F và cho phép ngắt toàn cục. Bây giờ mình sẽ thực hiện một số ví dụ trên GitLab. Bài này mình sẽ thực hiện 3 ví dụ. Ví dụ thứ nhất, test chức năng output với led RGB trên kit. Sau đó mình sẽ đọc nút nhấn và xuất dữ liệu ra led. Thứ ba, mình sẽ sử dụng ngắt để thay thế cho việc đọc nút nhấn bằng cách hỏi vòng ở ví dụ 2. Đây là cấu hình kết nối. Chúng ta chỉ việc kết nối kit trên bed và với máy tính thông qua cổng USB. Đây là sơ đồ của tổng quát trên những cái module ở trên kit. Để sử dụng led, để điều khiển led cũng như là đọc nhấn thì ta phải biết cấu hình của nó trên mạch như thế nào. Thì ở đây ta thấy là led RGB được mắc anode chung, lái bằng 3 transistor. Với cấu hình này thì chúng ta phải cấp ở mức cao để cho led sáng và mức thấp thì led sẽ tắt. LED đỏ ứng với BF1, LED xanh dương BF2 và LED xanh lá là BF3. Hai nút nhấn được nối trực tiếp đến BF0, BF4 xuống đất. Không có trở kéo lên hay là kéo xuống trong trường hợp này. Vì vậy, chúng ta chỉ xác định được là khi mà nút nhấn nào nhấn thì chân tương ứng sẽ có giá trị là 0V. Còn trường hợp không thả ra thì nó là thả nổi. Vì vậy, chúng ta cần phải cấu hình điện trở nội kéo lên trong trường hợp này. Trong ví dụ này mình sẽ sử dụng một số định nghĩa để cho code được dễ dàng dễ hiểu. Cấu hình các led tương ứng với các GPIO pin tương ứng là pin 1, 2, 3. Hai nút nhấn là 0 và 4. Ví dụ 1, mình sẽ cho các led sáng từ từng led, từ led đỏ xanh dương rồi tới xanh lá. Thì đoạn chương trình này đơn giản, chỉ toàn bộ thuật toán sẽ nằm trong phần main. Đầu tiên chúng ta sử dụng hàm system control lock set để cấu hình xung clock hệ thống. Ở đây mình cấu hình là 40 MHz. Tương tự với việc cấu hình output như mình đã giới thiệu, đây mình sẽ cấu hình chân BF1, BF1, 2, 3 sẽ là chân output. Tương ứng đó chính là led đỏ và xanh lá và xanh dương.
Sau đó để đảm bảo các led điều tắt mình sẽ xuất giá trị không ra. Trong vòng lặp vô tận, mình sử dụng biến tích để coi như là một biến trạng thái cho biết là led nào hiện đang sáng, và mình sẽ thay đổi biến này và xuất ra. Dùng lệnh zero bin write để mình sẽ xuất giá trị của biến tích này ra cả ba led. Sau mỗi lần led sáng thì mình sẽ thay đổi biến tích bằng cách dịch trái một, tức là tương ứng nó sẽ là đèn kế tiếp sáng. Sau khi đèn xanh dựa lá, tức là đèn cuối cùng ứng với bit thứ ba sáng, bit ba sáng thì mình sẽ trả nó về là bit thứ nhất ứng với led đỏ này. Đó đơn giản. Để sử dụng delay đơn giản nhất, mình sẽ dùng hàm system control delay. Hàm này có một biến số đối số là cao. Nó sẽ là cho chúng ta một cái delay tương ứng với ba chu kỳ máy. Vì vậy, để delay 1 giây thì sẽ lấy số kỳ máy chia 3. Để lấy được sum lock hệ thống, ta dùng hàm system control clock gate. Sử dụng như vậy chúng tiện lợi khi mà chúng ta có thể thay nếu chúng ta cấu hình thay đổi lại sum hệ thống thì cái đoạn này vẫn delay đúng 1 giây chúng ta. Sau đây mình sẽ nạp thử trên kit và xem kết quả. Ví dụ 2, chúng sẽ đọc nút nhấn. Đây chúng mình sử dụng cái phương pháp đọc nút nhấn là hỏi vòng liên tục. Phương pháp này thì đơn giản nhưng nó sẽ làm tốn tài nguyên hệ thống vì nó việc phải đọc đi đọc lại và chờ nút nhấn. Việc này sẽ được khắc phục ở ví dụ sau. Và này mình sẽ tập đọc cách nhấn đơn giản. Ngoài ra ở ví dụ này chúng ta sẽ còn biết qua được cách mở khóa chân PF0. Vì trên TVC này thì có một số chân nó bị lắp. Cụ thể là GPIO thì ta có là PF0 và PD7. Chúng ta phải unlock nó để sử dụng được chức năng GPIO. Mình sẽ cấu hình tương tự như trên ở xung clock và cái phần cấu hình input. Chỉ khác là chúng ta cần phải unlock được cái PF0. Thì trong datasheet để unlock đó chúng ta phải xuất giá trị do thanh ghi GPIO O clock ứng với bọt F là bằng giá trị này. Ngoài ra chúng ta cần phải set cái bit CR tương ứng cho bit đó lên 1. Để truy cập đến một thanh ghi mà cho trực quan dễ hiểu, mình sẽ sử dụng hàm hardware register. Bên trong nó là địa chỉ của thanh ghi đó. Và để cấu hình địa chỉ cho rõ ràng, chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp như thế này. Hay cái giá trị GPIO bọt F base và GPIO O clock là đã định nghĩa sẵn. Đây giống như GPIO O clock giống như một offset từ cái base của bọt đó, chúng ta sẽ được thanh ghi này tương ứng với bọt F. Rồi việc còn lại thì cũng tương tự như chúng ta đã cấu hình ở trên. Trong phần ví dụ mình đã có nói qua cấu hình input, ở đây mình cấu hình input cho hai chân ứng với nút nhấn 1 và nút nhấn 2. Cấu hình tương tự, có điện trở kéo lên. Trong vòng lặp vô hạn, bởi vì chúng ta sẽ đọc liên tục. Dùng hàm zero bin read để chúng ta sẽ đọc giá trị của nút nhấn 1 và 2. Sau đó mình xét sử dụng if. Cấu trúc if này chúng ta xét trường hợp là hai nút nhấn cùng nhấn thì ta sẽ xuất led đỏ. Hai nút nhấn mà cùng một nút nhấn thứ nhất được nhấn thì chúng ta xuất led xanh lá. Nút nhấn thứ hai được nhấn xuất led xanh dương. Còn nếu không lúc nào được nhấn thì ta sẽ tắt tất cả ba led. Cho đây mình sẽ nạp và chương trình và xem kết quả. Ví dụ thứ ba, mình sẽ sử dụng cấu hình ngắt để thay thế cho việc hỏi vòng ở trong bài 2. Đây là một cấu trúc bạn hình dung về việc sử dụng ngắt là như thế nào. Nó giúp cho các thuật toán và tính toán trong cái chương trình chính của chúng ta vẫn được tiếp diễn. Chỉ đến khi nào có sự kiện ngắt xảy ra, chúng ta sẽ thực hiện những cái lệnh trong chương trình ngắt đó. Và những cái lệnh này thì thực hiện rất nhanh nên chúng ta có thể giống như là chúng ta thực hiện
đồng thời hai việc. Vì cấu hình này bạn thực hiện giống như ví dụ trước, cũng cấu hình cho chân P, cho cái đèn LED output ứng với PF1 cho tới PF3 và sức cấu hình input cho nút nhấn thứ nhất. Trong ví dụ này mình chỉ sử dụng một nút nhấn thôi. Nút nhấn này là ứng với chân PF4 không bị lock nên chúng ta không cần nên lock. Phần khác ở đây là chúng ta cần phải cấu hình thêm về ngắt. Ở đây là chúng ta sẽ cấu hình cụ thể là cấu hình cho PF4 là ngắt cạnh xuống và cho cấu đăng ký chương trình phục vụ ngắt là button ASR. Và tương tự chúng ta sẽ enable cho phép ngắt bọt ép và cho phép ngắt toàn cục. Về trong phần mềm phục vụ ngắt thì trong hầm này mỗi lần mình nhấn mình sẽ thay đổi một led mới sáng giống như trong ví dụ 1, nên mình sẽ làm cái đoạn code tương tự. Để chống rung phím thì ở đây mình dùng hàm System Control Delay để tạo một cái delay. Do nút nhấn trên kit thì chưa được chống rung tốt nên cái delay này mình để nên để thời gian dài một tí nó sẽ tốt hơn. Và sau đây mình sẽ nạp code và xem kết quả. Ngoài ra các bạn nên tham khảo thêm các tài liệu quan trọng như là datasheet để đọc về những thông tin cấu hình hoặc là chân nào chức năng gì, ngoài ra chức năng khác của từng chân GPU thì mình sẽ đảm bảo thêm trong datasheet hoặc những lưu ý trong đó. Ngoài ra để sử dụng thư viện TivaWare cách đầy đủ, sử dụng các hàm còn lại các bạn nên tham khảo thêm trong TivaWare thư viện các cái ngoại vi của nó.